Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Kết luận được đưa ra trong hội nghị quân chính toàn quân năm 2021. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là bản tin quân sự quốc phòng của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin hôm nay. Tuần qua tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị quân chính toàn quân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân tới dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đánh giá trong năm 2021, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng. Những đóng góp nêu trên của lực lượng quân đội được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Toàn quân chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu cao, huy động nhạy bén làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương đối sách kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất ở mọi vùng miền, mọi nơi đóng quân. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân trong năm tới cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt ba đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, tập trung bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng. Ngày 22 tháng 12 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lăng hoa chúc mừng. Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, được cán bộ chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Sáng 21 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị bước sang năm 2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 16 tháng 12 năm 2021, các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đó là chủ động kiện toàn cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi bổ sung và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động trong toàn quân, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.
Chiều 21 tháng 12, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2021 theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Năm 2021, thực hiện chủ đề nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc diễn tập hội thao hội thi trong nước, khu vực quốc tế, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân chủ động nhạy bén, nâng cao năng lực dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, không để bị động bất ngờ. Tiếp nối chương trình, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Thái Bình bước đầu đạt được những kết quả khá nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2022. Cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 vùng 2 Hải quân huấn luyện thuần thục các phương án chiến đấu, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển và thêm vùng địa phía Nam của Tổ quốc. Thưa quý vị và các đồng chí, để nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2022, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội Nhân dân tại tỉnh Thái Bình. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác khám tuyển, nhận được hàng trăm đơn tình nguyện nhập ngũ, bước đầu đạt được những kết quả khá nổi bật. Ngọc Hiếu là một trong số các thanh niên của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã tham gia tích cực vào công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ vừa qua. Vì yêu thích quân đội từ lâu nên sau khi tốt nghiệp lớp 12, Hiếu đã chuẩn bị hành trang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Biết môi trường quân đội là một môi trường tốt, như thế em muốn trở thành một người lính để phục vụ, rèn luyện bản thân ở trong môi trường quân đội. Em hy vọng trong lúc thực hiện nhiệm vụ quân sự em sẽ học được những kỹ năng kỷ luật của quân đội và tính chính quy của quân đội. Hiện công tác khám tuyển của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã hoàn tất tại 32 trên 32 xã thị trấn. Số thanh niên đáp ứng yêu cầu về mặt sức khỏe đạt hơn 120% so với chỉ tiêu giao quân. Ngay từ đầu là chúng tôi cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc của huyện đấy, làm việc với các linh mục, các giáo chức của nhà thờ, thì qua thông qua đó để tuyên truyền vận động thanh niên trong công giáo là tham gia bảo vệ Tổ quốc. Thì với cái năm nay thì chất lượng thanh niên công giáo tham gia bảo vệ Tổ quốc là cũng đông hơn, tỷ lệ đi khám là cao hơn, và cho đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đạt được khoảng hơn 10% là thanh niên công giáo trong cái số thanh niên đủ sức khỏe đợt này. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyển chọn công dân, toàn tỉnh Thái Bình đã nhận được hàng trăm đơn tình nguyện nhập ngũ, 8 trên 8 huyện, thành phố trực thuộc hoàn thành công tác khám tuyển và đạt được những kết quả bước đầu khá nổi bật. Chúng tôi đã đạt được cái tỷ lệ thanh niên và trúng tuyển là được 156% so với chỉ tiêu giao quân. Hiện nay các đơn vị của bộ, của quân khu thì đang phối hợp theo kế hoạch hiệp đồng, đang tổ chức thâm nhập ở từng địa phương để tiếp tục gọi các công dân đi làm ăn ở các địa phương xa để tiếp tục về tham gia khám tuyển. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình cho biết, toàn bộ thanh niên trúng tuyển tại tỉnh sẽ được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh COVID-19. Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp cũng hướng dẫn các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, hạn chế di chuyển đến các vùng dịch, bảo đảm an toàn, sẵn sàng sức khỏe, tinh thần, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chung với Đảng, chung với nước, hiếu với dân trở thành phẩm chất hàng đầu của người cách mạng và mỗi quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó cũng là chủ đề nổi bật của Báo Quân đội Nhân dân và báo chí lực lượng vũ trang tuần qua. Trang nhất Báo Quân đội Nhân dân hàng ngày có bài phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại trong thời kỳ mới của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bài viết khái quát 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta, đồng thời khẳng định nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh và hiện đại. Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh chốt chặn an toàn là phóng sự ảnh nổi bật trên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần. Bằng sự nỗ lực quyết tâm, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã bảo vệ an toàn cho hàng trăm nghìn lượt tàu tới cảng thành phố, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Báo Quân khu 2 có bài lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên
vững vàng trên tuyến đầu chống dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thành vành đai nhiều tầng, nhiều lớp vững chắc trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các đồng chí, tình huống địch tập kết đổ bộ đường không của Hải quân Việt Nam được huấn luyện thường xuyên nhằm nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Ngay sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng xem những hình ảnh luyện tập của cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn JK1 vùng 2 Hải quân. Đơn vị luyện tập phương án đánh địch tập kích đường không, thao tác vũ khí trang bị, hiệp đồng chặt chẽ giữa các tổ các số, thao tác thủ thuật làm cơ sở cho huấn luyện. Tiếp tục bằng tiêu. Ở lý đồng này. Cự ly 3.000, các vị trí bắn tiếp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quân sự quốc phòng của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình tiếp theo.